Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì Trọng đang đứng trên một cây cầu và cái căn nhà dưới chân cầu này đây trước kia là một cái quán nhậu thịt cầy, cũng như là một cái nơi mà làm chó chuyên nghiệp luôn. Người chủ đã có thâm niên là 13 năm trong nghề buôn bán thịt cầy, buôn quán quán nhậu. Nhưng mà với sự động viên của cô Trang cũng như là gia đình, hiện tại chú ấy đã rửa tay gác kiếm, và hôm nay chú ấy đã nhận lời của Trọng để chia sẻ về cái quá trình chú buôn bán thịt cầy và cái lý do vì sao mà chú lại không có làm nghề này nữa. Trọng xin kính mời quý vị khán giả cùng xem video với Trọng nha. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì Trọng đang có mặt tại nhà của chú Hanh. Thì cũng xin chia sẻ thật với mọi người, chú Hanh trước đây là một người cũng bán quán nhậu thì chó. Dạ, chú là bán quán nhậu mà chú bán thịt chó. Và hiện tại bây giờ thì chú lại không còn làm cái nghề này nữa. Và hôm nay thì cũng rất là vui khi mà Trọng có mặt tại huyện Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang đến nhà, và chú đã vui lòng gặp mặt cũng như là chú chia sẻ về cái quá trình mình buôn bán thịt chó như thế nào và lý do vì sao chú lại ngưng cái nghề này. Thì Trọng cũng xin kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi cái hết cái video này cùng với Trọng. Con chào chú. Chú chào tất cả anh em đã có mặt ở đây. Dạ. Rất sự vinh hạnh của anh em và rất sự vinh hạnh của bản thân mình. Dạ. Là trước đây á, vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn, bà mất sớm, vợ chú mất sớm. Dạ. Các em nhỏ, 5 đứa nhỏ, thế nên điều kiện gia đình nó khó khăn. Thế nên bàn tay mình, hai bàn tay trắng không biết làm gì cả. Mình chỉ muốn là kiếm ra một cái sự nghiệp để cho trông nom cho mấy đứa nhỏ nó học công thành danh toại. Thì mình cũng hàng ngày cũng làm từ đến 3 đến 4, 50 đến 70 cái chó mà tự tay đi mua. Yeah. Trong quá trình đó thì các em đã lớn rồi, nhưng cũng được sự động viên của bà con, nhất là người tên gì? Trang. Rất là cô Trang ha. Cô Trang trong hàng xóm cũng động viên, bảo thôi anh ơi đừng thịt chó lắm, cũng tội nhất. Mình cũng biết là con chó nó giữ nhà. Thế nhưng ngược lại á, với khách quan và mọi quý quan khách thì lại hương diều và thịt chó. Thế thì mình cũng lúc bây giờ mình cũng làm, nhưng đến bây giờ mình cảm thấy làm thì con chó nó coi nhà nó không có đáng giá đồng tiền gì cả, mà nó cũng tội. Thế nên là nghe lời cô Trang của tổ 1 ấp Thuận An, xã Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang là mình cũng tạm mà nghỉ. Mình nghỉ thẳng luôn chứ không phải tạm nghỉ. Yeah. Hủy luôn tất cả những đồ tân dục bắt chó, rồi kể cả nhốt chó và cân bới. Nhưng chỉ để lại một cái loa và một cái cân 30kg còn cho hết. Yeah. Thế thì mình cũng cảm thấy là mình nhẹ mình. Yeah. Với lý do là cuộc sống của mình đến bây giờ cũng không ổn định lắm, nhưng mà thôi kệ. Qua ngày lần bữa. Yeah. Thế nên tất cả các bạn đã đến đây thì mình rất vinh hạnh được các bạn đã đến nhà. Còn nếu đấy các bạn xem thì cuộc sống của mình chỉ sống độc thân đó, chứ không có ai mời ra nữa. Thế nên là mình có gì sai sót thì cũng mong tất cả các bạn cũng thông cảm. Dạ. Chú làm tổng cộng là tính từ cái ngày bắt đầu cái nghề mà chú bán quán nhậu thịt cầy á là bao nhiêu năm chú? Để mình nhớ lại nè. Cái thời gian cũng quá dài. Nếu năm nay mình bỏ bán quán nhậu là 7 năm, nhưng mà mình bán được 13 năm. Yeah. 13 năm? 13 năm tại nhà đấy, vỉa hè, như lúc bây giờ cái nhà cây chứ không phải nhà này. Yeah. Mình bán 13 năm. Nếu đúng ra trong bàn tay á, mình ngửa bàn tay lên đúng rất đỏ. Với lý do mình đã đấm máu chó trong người. Quá nhiều hả chú ha? Thẹt. Một khi một ngày mình làm nó thẳng các bạn ấy, cỡ chó 12 đến 16 kg á, nằm một khoảng có từ 4 đến 5 con. Lúc bây giờ điều kiện yếu le, đâm ra là cứ làm thôi.
lúc đói bụng quá thì cái bụng nó đói quá thì vào chỉ cần chan cái nước mắm nước canh với lại tô cơm để hút thôi. Dạ. Cái điều kiện đấy lúc bây giờ nó không như ngày nay. Dạ. Và lúc bây giờ dân mình là các quý con khách người ta thương dụng chó lắm. Có gì thì alo cho mình. Dạ. Đúng là mình. Chó đó hồi đó là chú tự đi mua luôn ha chú? Tự đi mua, còn đêm mà đem đến là không có mua. Đem đến là mình sợ ăn cắp thì mình cũng có ăn, nguyên tắc của có, mình là mình không mua. Vẫn có, một hai lần. Dạ. Ở đây nó lấy cầu chó cán xe. Thì lúc mình thấy bao á, là không có máu thì mình chỉ có cán xe, mình đập đập con chó thì nó có còn sống mình cột lại. Nhưng đến sáng ra thì mình thấy có cái dòng, nó lúc bây giờ bắt chồng chứ không bắn bây giờ. Để ăn cắp á, yeah. Thế nên đợt sau cầm đến đây, chú nói câu chú mày tụi bay mà cầm đến đây rồi tao quýt tụi bay chết mẹ luôn, nó thẹt nó thẳng vậy ta. Yeah. Không mình có nói rồi, bởi sạch thà là mình mua bán chứ mình không có chứa chấp cái tệ nạn xã hội đó. Vậy là thật ra trong cái quá trình mà chú làm cái nghề buôn bán thịt đó thì chú cũng có nguyên tắc của mình. Còn là đó. Ví dụ như mình đúng là mình sát sanh thiệt, nhưng mà ai mà chấp nhận bán cho mình, chủ nuôi không thương không gì nữa thì chú cũng làm. Đúng. Chứ còn mà chú không có cổ suý cho hoặc là mua giá rẻ của những cái tên cẩu tặc rồi ăn trộm chó thì chú không có làm điều đó. Không. Dạ. Các chú trong quá trình mà 13 năm thì nói chung là chú cũng đã bán rất là nhiều. Nhiều lắm. Nhưng mà cái nguyên nhân nào mà để cho chú nghỉ? Tóm lại cái chẳng nguyên gì cả. Lúc bây giờ ban đầu á thì thường thường cái 3-4 ngày á mình cũng thịt một quân là người đi bán dạo á. Yeah. Là chạy cái xe đạp thiếu nhi thôi nghe, chứ không có xe đạp bự đâu. Các anh em chơi với nhau nó thẳng câu kể cả bộ đội như vậy. Một thôi anh ơi, vợ mày thì bệnh, con mày còn nhỏ, tao thấy mày làm bán được ấy thì thường thường cứ thịt con chó ra rồi xào nấu được kêu anh em nhậu chơi à. Yeah. Thế rồi cùng quay ra quyết định vào làm nó thẳng coi là cả cái mình không phải nổi thì cả cái xã Bình Giang, Bình Sơn này làm cái quán của mình á là lính đầu bảng á. Yeah. 7 bàn mà 8 trên 24 là kín á. Yeah. Đó, cứ khoảng có 4 giờ chiều là đến đây không cần thiết thì trải chiếu ở đây cho nhậu này. Yeah. Không ăn mình nó thẹt vậy. Yeah. Chứ mình cho cứng hạ thủ rất nhiều con chó, nhưng mà lại chó không có địa chỉ là không bao giờ mua. Yeah. Có vậy thôi. Dạ. Chú cũng nghĩ cách đây là 7 năm hả chú hả? Chừng nào tính nha mày. Sao 7 năm? 8 năm rồi. Dạ, 8 năm nay chú là có nghĩa là chú đã ngưng rồi. Không, mình nói đúng. Mình đúng cơ á. Trong thời điểm mình nghỉ 9 năm á. 9 năm thì xong bắt đầu quay ra mình thấy một mình nó buồn. Thì là cũng quay lại làm. Cái gà lồng còn đồ ngày các cái sắm sửa hết kể cả 3 triệu mấy á, nhưng cuối cùng làm cũng được nửa tháng nhờ được cái cô hàng xóm này. Yeah. Cô đến cô bảo chú hai người làm chó tội quá, mình cũng biết là tội, không biết nghề nhập gì mà làm đấy, thế nên là như vậy rồi cuối cùng mình cũng chấp nhận, mình nghỉ. Yeah. Còn riêng chó nhà nhờ mày bỏ ông hai người thịt. Chú vừa nói câu thằng nào đủ có 3-4 con chó này mẹ tao bước qua xác tao không được, thẳng không có thẳng. Vậy là mặc dù là chú có mang thịt chó nhưng mà mấy con chó ở nhà này thì chú nuôi là chú rất là cưng. Không, bánh mình đã nuôi như cái đợt mình đi ở dưới cái đi làm heo ấy, mình thì làm gì cũng làm chó heo trâu bò khác làm hết. Yeah. Thì đứa con gái nó mới điện bố con chó làm sao về nhà là con chó phản con, mình vỗ cái yên xe cái nhảy lên đó nó chạy theo ngồi đó về nó còn kẹp kẹp mà mình không biết kiểu chữa gì cả, mình nó chết mình chôn ngay kia kìa. Chó thẹp mình đã cưng mà chó nhà là mình chôn chứ không có thịt bén. Yeah. Hoặc mình á một là chó sò mâu là một, chó chết là hai, và tất cả các loại động vật mà đã chết là mình không bao giờ mình làm. Yeah. Mà làm không bao giờ mà không làm á. Yeah. Còn nếu mà đúng á, các quán tiệm ấy, cứ giờ các bạn cứ bỏ ra tiệm ăn, mình coi giờ mình ăn. Yeah. Mình làm ấy, một nói thực ra một nói là cái tín buôn bán là phải có lời chứ không phải không, chứ cái lời mình mới xứng đáng với lại cái đồng tiền của khách hàng. Yeah. Ví dụ như trong cái hiện như chú Hành này chắc cũng biết rồi, con chó là cái con mình, nó bảo vệ mình, nó ở bên mình.
nói chung là nó con cảm giác là trong gia đình mình là ngoại trừ con người ra thì chắc có thể con chó là một những con khôn kế cận này theo mình biết á. Thì trong quá trình mà mười mấy năm á, mình giết chó nhiều vậy, có bao giờ mà chú gặp một cái hiện tượng gọi là tâm linh rồi không chú ha? Vâng. Dạ. Vì mình đi mua bởi lý do là một thằng câu người ta nghèo quá thì nó bán. Một cái thứ hai những con chó mà nó cắn gà. Yeah. Rồi những con chó mà nó gật người. Còn nếu như đúng con mình làm ấy, nếu tính cho bàn tay làm ấy là không biết bao nhiêu con mà tính. Yeah. Mình cứ tính làm trong những thời điểm mà mình bán 13 năm mới đủ về đây, cứ mỗi một ngày là ít nhất là 3 con. Thì một năm 365 ngày là bao nhiêu con? Dạ. Thế nên là mình không thấy cái gì cả. Dạ. Mình không thấy cái đêm ngủ, không thấy cảm giác gì cả, mà không thấy cái ảnh hưởng cái gì về bản thân mình nữa. Không thật. Có sao mình nói vậy á? Nhưng mà từ hồi lúc chú nghĩ làm mà chú cảm giác mình có thoải mái hơn không? Không, chắc chắn có nghĩ có chứ. Không, mình cảm thấy gọi là nó không phải suy nghĩ. Dạ. Trong lương tâm mà không phải lăn tăn trong cái đầu. Dạ. Mà mình cảm thấy con chó là người bạn. Dạ. Thứ nhì của mình, vì tất cả con động vật là không quân. Dạ. Không quân gì bằng chắc tại vì vậy là chú đã chia sẻ vậy thì chắc là tại chú cũng là một người kiên cường thôi, chú người gọi là người dân gian gọi là người nặng bóng vía thôi chứ rõ ràng là sau khi chú ngưng cái nghề thì chú cảm giác mình thoải mái hơn, mình không có lăn tăn trong đầu, mình nhẹ nhõm hơn thì chứng tỏ rằng là những cái lúc chú làm nghề đó đôi lúc chú vẫn phải có cái suy nghĩ. Chắc chắn một điều con khẳng định là chú đã nói lên được vậy thì con nghĩ là trong thời gian mà chú vẫn còn làm, chú vẫn còn giết thịt, chú vẫn còn buôn bán thì con nghĩ là chú vẫn có những cái suy nghĩ nặng nề về nó, cũng có suy nghĩ là mình làm gì không biết có hơn thứ này thứ kia hay không, mình có hậu quả hay không, có nhân quả hay không, chắc chắn chú phải có nghĩ đến vì con bao gọi tiền chú làm thôi. Không, mình nói thiệt nè, trong lúc mà thịt con chó là riêng mình cũng đập đầu. Dạ. Yeah. Thà rằng ấy, cho chết một lần thì nó không có oán trách gì cả. Yeah. Con động vật thì vậy, khi chói con chó chắc phải khỉ vào treo lên đâm tiết, mình cứ nghĩ tội. Cũng như con người mình á, khi vào bị trở thành tội phạm mà vào xử án thì người ta còn hỏi mà có quan gì không, nhưng con chó treo ngược lên đâm tiết ra thì chẳng trả lời được câu nào cả. Yeah. Thì mình cứ cảm thấy cũng tội, nhưng mà thôi, nếu không có nó thì mình chết đói. Yeah. Nếu không có nó thì mình không có ăn. Yeah. Đó. Thì con hiểu ý chứ rồi, có nghĩa là vì cái cuộc sống thì sinh mạng của nó cũng đã giúp cho chú là thoát qua được cái khổ, cái thời điểm chú không có công việc gì làm. Đúng rồi. Thì bây giờ như là chắc con cái cũng đã lớn rồi. Rồi. Cũng có một cái sự nghiệp gọi là nó tương đối là ổn định để mình sống rồi. Chú đã dừng lại cũng đã 9 năm rồi. Trong đó 9 năm đó có một lần cũng là tính làm lại mà có nửa tháng thôi thì không làm nữa. Một tháng á. Dạ. Mình cứ làm xong ấy có mình không bán nhà đâu. Mình làm xong bắt đầu quay ra là mình để lên xe này. Có loa cho là hết trơn rồi. Là cứ ra ngoài chỗ đây á. Dạ. Là bán thịt sống mà. Dạ. Chứ mình không bán quán nhậu đâu. Khi người ta bảo đặt xào hay đặt luộc hay đặt lẩu là mình không làm. Dạ. Yeah. Chứ mình không làm đó. Bởi vì những cái làm đó thì mình làm được. Thì kiếm tiền cũng được nhưng mà thân cảnh cuộc sống của một mình hơn mình á. Đã vậy cũng đủ rồi. Yeah. Nói chung là bây giờ là chú đã quyết định là không có đụng đến cái nghề mà mua bán nó. Không, mua bán là mình có. Với lý do có thể mình đi gặp bầy heo hay gặp con trâu. Không, mua bán chó cho con nó con riêng con đó con chó thôi. Không, giờ chó là thắng rồi. Dạ, chó là coi như là chó dừng lại hoàn toàn con thắng chó rồi. Dạ, thắng luôn rồi, không làm nữa. Ví dụ như bây giờ có một cái với một kinh nghiệm của một người mà đã trải qua cái quá trình mà bán thịt chó nè, rồi mua bán chó nè, rồi giết chó rất là nhiều mà bây giờ chú đã ngừng lại rồi thì nếu như để có một cái lời khuyên với những cái người mà đang có ý định mới vào nghề hay gì đó, hoặc là nghĩ rằng cuộc sống mình khổ mình phải đi mở quán thịt chó gì đó,
để kiếm kiếm sống á, thì chú có một cái lời khuyên nào cho mấy cái người gì không chú? Không, con khuyên mình tự khuyên mình thôi. Dạ. Còn mình khuyên người ta, người ta bỏ trứng khôn hơn rồi. Dạ. Thế nên mình tự khuyên bản thân mình và tự ớt dạ. cái đầu mình và tự tâm mình. Dạ. Sẽ quyết tâm là không cái không cần tiếp xúc với các bạn. Dạ. Mình ghi từng bằng tay chứ không phải in ra khoảng một chữ. Các bạn nó để lại vẫn làm kỷ niệm. Dạ. Không thiệt. Đấy, thiệt là mình thiệt đằng sau á. Dạ. Chú cũng chia sẻ đó quý vị. Có nghĩa là tại vì chú cũng là một người từng làm cái nghề này. Cái nghề này mặc dù là nó là sát sanh, nó là nó thẳng ra là cũng không đúng lắm đâu, nhưng mà cũng đã nuôi chú thì bây giờ chú cũng không có dám khuyên ai. Chú chỉ nói là chú chỉ tự khuyên mình thôi, kìm lòng khuyên mình. Nhưng mà cháu nghĩ là cái câu chuyện của chú chia sẻ, chú không có khuyên bằng cái lời nói, nhưng mà cái câu chuyện của chú chia sẻ hôm nay thì cháu nghĩ đó cũng là một cái lời khuyên cho những người và vô tình hay là cố ý mà xem được cái clip này. Thì rõ ràng là trong cuộc sống thì mình không có cái nghề này thì mình cũng sẽ có một cái nghề khác để mình sinh sống thôi. Thì cái gì mà mình né được thì mình né, tại vì bây giờ như mọi người cũng biết rồi, cái thời bây giờ mặc dù nói là khoa học công nghệ hay thời đại, nhưng bây giờ cái mình nói là cái trọng sử dụng một cái từ bên Phật pháp hay quý vị, là một cái từ nhân quả nó đến nhanh hơn cái thời nào hết. Bây giờ là cái thời mà trọng nghĩ là cái nhân quả nó đến nhanh hơn bất cứ một cái thời nào, cái thời đại nào mà lịch sử con người đã trải qua hết. Nên là như chú nói là bây giờ là mình chỉ có là tự khuyên bản thân mình, tự nhủ với bản thân mình, và mình tự làm sao cho cuộc sống mình thấy nó nhẹ nhàng. Cái việc mình làm mình thấy nó có cái đạo đức, việc mình làm mình thấy nó dễ ngủ, bàn tay mình nó bớt đỏ lại là chồng nghĩ là nó là ok. Nên là mình có coi bàn tay mình nè. Yeah. Bình thường cũng đỏ tươi đây nói nè. Dạ. Yeah. Nó đẹp ấy, đúng không? Dạ. Yeah. Chứ không bởi gì cả. Thôi bữa nay con cũng cảm ơn cái câu chuyện của chú rất là nhiều. Thật ra là để tìm được một cái người mà chấp nhận cho mình quay lên một cái video. Họ đã nói là họ đã làm cái nghề này, dưới tay của họ cũng có hàng ngàn con, không phải là 1.000 đâu, rất là nhiều ngàn con cái sinh mạng đã nuôi sống cái cuộc sống của họ. Nhưng bây giờ họ dám ngồi đây để chia sẻ lại, rồi kể cho chúng ta nghe. Đó cũng là một cái gì đó gọi là rất là gọi là trọng với trọng nha, rất là quân tử mà rất là hay luôn. Đây là một cái câu chuyện đơn giản, một cái buổi nói chuyện với cái quy mô gia đình thôi, nhưng mà trọng nghĩ đây cũng là một cái câu chuyện mà để cho quý vị khán giả cũng là xem và cũng có nhiều cái suy nghĩ, đặc biệt là những người mà có cái ý định là ở quầy thịt chó hay là đi buôn bán chó. Nhất là cảm ơn chú rất là nhiều, và đặc biệt là cảm ơn cô Hai Trang, người đã người mà dạ mà người đã động viên bằng mọi cách, động viên hàng ngày, động viên cho bằng được để cho chú là thôi bỏ cái nghề này. Chứ nhầm đó cũng là một cái công đức dữ lắm quý vị ơi. Nói thiệt là nói á, cô Hai Trang nè, thường thường cô đến á, cô cưng mấy con chó này còn con chó nhà mình á. Dạ. Yeah. Xong rồi cô động viên nó thôi chú ơi, bỏ đi, mình có nói thôi tuổi tác không đơn nên yêu anh em tập xóm nhau, mình không có dòng họ gì. Phải không? Không phải là vì anh em mà mình trẻ ra, mình không phải cho chú mình già đi. Mình cứ nghe theo, cái lỗ tai mình có lỗ tai, cũng nửng như mình cứ nghe theo và thôi quyết định buông. Chứ còn lúc nào nhà 4-5 con quầy rồi chuồng hai cái đồng chó ấy còn chưa, vẫn để là kỷ niệm thôi, không thể không dục ra ngoài đó chó nuôi chó gà chó vịt chứ. Dạ dạ dạ, chứ con để xuống xong con uống. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, thì trọng cũng xin phép được dừng lại cái video đây như đây. Và ở cái video này thì trọng cũng không có biết nói gì hơn, chỉ có là mong rằng là quý vị khán giả trên kênh YouTube của trọng Cà Mau xem và cảm nhận và có một cái nhìn gọi là
vị tha, một cái nhìn thông cảm. Cái kiểu như là người ta nói là quay đầu là bờ. Chồng rất là mong quý vị khán giả xem cái video này thì đừng có những cái comment trái chiều ở bên dưới. Tại vì sao? Chú đã từ giây phút 9 năm nay chú đã không có là làm nữa rồi. Thì rất là mong quý vị là ủng hộ cái sự quyết định của chú, cổ vũ cho chú, động viên chú, để cho những người khác người ta thấy được, rồi người ta cũng sẽ bỏ cái nghề này. Chứ mình không có nói, đừng có comment theo cái cảm nhận này kia, thì chồng thấy nó không hay lắm. Và nếu mà có nhiều cái comment tiêu cực quá thì chồng tin chắc rằng là có những người như chú, người ta sẽ không dám đứng ra, người ta cho YouTube quay hay hoặc là lên cái truyền thông để người ta nói lên cái nỗi lòng của người ta, nói lên cái sự mà cái công việc của người ta trước đây, để cho mình nghe, để mình rút kinh nghiệm. Đó là một bài học, thì đó là cái mong muốn của chồng. Và bây giờ thì chồng xin phép được dừng lại video đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã xem video rất là nhiều. Còn cảm ơn chú rất là nhiều. Mình cũng cảm ơn bà. Dạ.